Xin chào tất cả các bạn. Trong video hướng dẫn lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Testlink. Trước đây mình đã làm một cái video để hướng dẫn nhưng mà thời gian đó thì cách cài đặt nó khác. Thì cách cũ là chúng ta phải cài đặt được một cái PHP server và MySQL, xong sau đó thì chúng ta mới copy cái code của cái Testlink vào cái thư mục root và thực hiện cài đặt. Thì chi tiết hơn các bạn xem ở cái video lần trước. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì Testlink nó đã thay đổi lại cách cài đặt, có nghĩa là mọi cái nó đã được tích hợp sẵn ở trong cái gói mà chúng ta đã về thôi. Thì chi tiết như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái Testlink. Thì bước 1, các bạn vào trang bitnami.com và vào phần Testlink này, các bạn download cái gói mới nhất, hiện tại là version 1.9.13. Sau khi các bạn download xong thì chúng ta sẽ thấy một cái gói cài đặt tên như thế này. Và chúng ta tiến hành cài đặt. Thì quá trình cài đặt nó cũng sẽ diễn ra bình thường như những cái phần mềm khác thôi. Và sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có được một cái thư mục gọi là thư mục Vietnamese. Thì ở trong này nó có cái mục Testlink. Thì nó đã tích hợp sẵn tất cả mọi cái từ PHP, MySQL và Apache vào trong này rồi. Sau khi cài đặt xong và chạy chương trình thì nó sẽ bật ra cho chúng ta một cái form. Thì ở trong này nó có những cái phần như là để quản lý những cái service đi cùng như là SQL database và Apache Server. Đó, chúng ta có thể start stop cấu hình giống như chúng ta cài SAM vậy đó. Thì đây là cái bộ cài SAM riêng. Thì lần này cái phiên bản mới của Testlink thì nó đã tích hợp sẵn tất cả những cái này vào đây rồi, chúng ta không phải cài SAM hay là cài WAM hoặc là App Server như trước đây nữa, mà chúng ta cài trực tiếp. Sau khi kết thúc việc cài đặt Testlink thì nó sẽ đưa cho chúng ta một cái bảng control, cái bảng config như thế này. Thì chúng ta sẽ khám phá những phần này sau. Thì mục đích lần này là chúng ta chỉ hướng dẫn cài đặt và cách tổ chức cái dự án của chúng ta như thế nào. Thì sau khi mà chúng ta đã cài đặt thành công thì ở trên local của chúng ta sẽ có một cái URL như thế này. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái test project. Thì cách tạo test project như thế nào? Thì trước tiên chúng ta vào cái trang chủ của Testlink. Thì trong mục test project có một phần gọi là test Project Management. Thì chúng ta vào cái phần này. Thì ở đây nó sẽ liệt kê cho chúng ta tất cả những cái dự án, cái test project mà chúng ta đã làm. Thì ở đây mình đã demo sẵn một cái dự án là tên là Skeleton. Thì cách tạo mới là chúng ta sẽ click vào Close Grid. Đó. Thì ở đây có hai cái lựa chọn. Nếu mà chúng ta đã có một cái test project trước rồi thì chúng ta có thể là copy cái project đấy, hoặc là chúng ta có thể tạo mới thì chúng ta chọn no. À, tên dự án ví dụ mình đặt là VVV. Cái prefix này thì chúng ta sẽ đặt từ 3 đến 4 ký tự. Thì nó sẽ được dùng làm cái test case ID. Dưới này thì có một phần là Ember cái test automation, có nghĩa là nó cho phép khả năng chúng ta là kết nối tất cả những cái test case này với một cái phần test tự động nào đó. Đó, và chúng ta click vào nút create ở dưới. Thì như vậy là chúng ta đã có hai cái dự án. Thì ở đây có cái phần requirement future. Thì trong phần setting dự án nó có một cái option như thế, chúng ta chọn thì ở đây nó sẽ Ember lên cho chúng ta. Để chỉnh sửa thì chúng ta click vào cái dự án đó. Đó. Chúng ta có thể thêm hoặc thay đổi những cái thông tin của test project. Chúng ta đã thấy mọi cái đã thay đổi ở đây. Thì đây là cái quá trình chúng ta tạo một cái test project. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái màn hình homepage. Thì chúng ta thấy ở cái mục test project này nó sẽ có một cái hitbox
để cho chúng ta có thể chọn qua chọn lại giữa những cái dự án mà chúng ta đang đang thực hiện. Và đây nó có phần hỗ trợ cho chúng ta việc tìm kiếm những cái test case dựa vào cái prefix mà lúc nãy mình đặt ạ. Ví dụ ở đây là mình đặt là Vivid thì ở đây nó sẽ là cái prefix của Vivid, còn mình chọn sang Skeleton thì nó sẽ đổi sang cái prefix của cái Skeleton. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mình cài đặt và tạo một cái test project trên Tasklink. Video tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng Tasklink. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.